Mỹ đã phát hiện máy bay quân sự Nga đi vào vùng nhận dạng phòng không. Chúng ta biết là Nga về Nga và tàu lúc nào nó cũng chập chờn ở cái vùng đó. Và tàu nó còn hăm he quý vị nhớ có Tin mới đây là năm hè, nó sẽ tấn công Đài Loan. Nhưng mà ông nói lâu quá rồi mình không biết có xảy ra hay không. Ông có nói chung chung chúng tôi sẽ tấn công Đài Loan. Nhưng mà không biết không có gì chắc chắn đó. Mỹ đã phát hiện bốn máy bay quân sự Nga hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không tức là vùng Adi đó ở Alaska Thưa quý vị, lâu lâu Nga và ông Tàu cứ vậy đó, ông đâu có chịu ngồi yên, có dịp là ông lại gây sóng gió, gây náo loạn. Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ là NORAD cho biết rằng 40 máy quân sự Nga đã bị phát hiện và theo dõi hoạt động trong Ad Alaska ngày 6 tháng 2. Tuy nhiên các máy bay này vẫn còn ở trong không phận quốc tế và không xâm phạm không phận Mỹ hay Canada. AD là một vùng trời ngoài không phận. Và nó cũng, quý vị biết rồi, nó cũng cung cấp hệ thống cảnh báo sớm để quốc gia này phát hiện những sự xâm nhập có thể xảy ra trong cái vùng không phận chủ quyền. Nếu một máy bay đi vào vùng AD mà không thông báo, thì quốc gia lập cái vùng đó có thể đưa chiến đấu cơ để nhận dạng và xác định xem nó có phải là mối đe dọa hay không đối với không phận của mình. Đó, thành ra bây giờ... Có những cái nó cứ, cứ, cứ bay ra bày vô cho nó chưa làm gì quá. Nhưng mà có những nó nó khiêu khích mình, chọc tức mình. Alaska là bang thứ 49 của Hoa Kỳ, vùng đất lạnh lẽo, giàu tài nguyên, vốn thuộc về Nga và chỉ đổi chủ sau một thương vụ kỳ lạ cách đây 150 năm. Chúng ta cũng hiểu rồi. Mỹ đã mua của Alaska, và lúc đó nghe nói là cái giá rẻ bèo. Alaska giáp với Canada ở phía đông, Bắc Băng Dương ở phía bắc, và Thái Bình Dương ở phía tây và phía nam đối diện với đất liền của Nga qua cái eo biển gọi là Bering. Alaska có diện tích 1.7 triệu km vuông và là nơi chiếm gần một nửa cái lượng sông băng trên thế giới.